come back to Lisa channel. Chúc nghe chúng mình nhóm đón tiện nơ part 2 ẩm bì night routine và bỏ nhóm. So lực này cứ nhóm chàng vậy rồi có tell some idea about the production để nhóm bà bà xâm rạp skin care rồi bỏ nhóm. Cứ nhóm production ấy, cứ nhóm chàng mình này thay sử dụng gọt sót đọc luôn liên mục hay là lấy hay là lip balm tại nhóm brow hay vì admin effect ấy từ đó spike nhóm giờ tới product tại nhóm brow lực này cứ xâm rạp sensitive skin thì mình này thay spike nhóm sensitive vì admin ca đôi chìa lạ gì ấy tên nâng hộp ấy chở này hay tới giờ tới xâm rạp là bỏ product all product càng nâng cứ bóng bóng ai đó tên nơi tam xa tam mô tam ấy cứ kìm miền ngọt kìm miền trong mình đã thay ở phiện tịnh đài nơi còn online video lực này cứ nhóm nhảy tới nhóm khăn for you mình tên trong chập vì covid máu mà đo lợi tầm ngày nâng khai đọc phí ngày tì bốn tì bông pháy tì nhóm yeah, thường phí này routine nâng part 2 vậy này cứ nhóm bạn thuê nhảy tới chọn khai but I'll be back now. So, nhóm lần thua bong bong cho tầm mơ video và nhóm vẹn bì dạ. Thank you.
video này nhóm trang phơ mình được chỉ skin care như tư daily life nâng miên trang tiết. So don't forget to subscribe and like and follow me, and to see the next video guys. Bye, good night.